Kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 12 diễn ra từ ngày 8 tháng 7 đến 10 tháng 7 với nhiều nội dung quan trọng liên quan đến sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Ngay từ phiên khai mạc vào sáng nay, kỳ họp đã thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo cử tri và nhân dân trên địa bàn. Sáng nay, cử tri thôn Con Mơ Nay Sơ Lam 2, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum chủ động sắp xếp công việc để theo dõi phiên khai mạc kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 12. Bà con sử dụng đa dạng các nền tảng như xem truyền hình trực tiếp trên sóng đài phát thanh và truyền hình tỉnh Kon Tum qua TV, điện thoại hoặc nghe phát thanh trực tiếp. Mặc dù là thời gian của gia đình cũng rất là bận, nhưng mà hôm nay là thông qua cái kỳ họp thứ 7 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thì gia đình bố trí cái thời gian để xem cái cầu truyền hình trực tiếp của tỉnh. Bản thân cũng như là gia đình cũng nắm bắt được một số những cái thông tin của kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh về phát triển tình hình kinh tế cũng như là các cái nội dung trong cái phát triển của tỉnh nhà. Phiên họp sáng nay, các đại biểu nghe báo cáo tóm tắt về tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Tòa án Nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh. 6 tháng đầu năm, GDP của tỉnh tăng trên 6% so với cùng kỳ năm trước. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt trên 13.000 tỷ đồng, tăng hơn 23% so với cùng kỳ. Toàn tỉnh có 48 xã được công nhận xã nông thôn mới, có 236 sản phẩm OCOP còn hiệu lực. Cử tri cơ bản thống nhất với các nội dung và bày tỏ sự phấn khởi trước sự phát triển của tỉnh. Sáng nay, tôi có theo dõi cái báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm. Thì nhìn chung mà nói là dưới sự điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng, thì tỉnh Kon Tum đã đạt được rất nhiều kết quả tốt đẹp. Trong đó tôi ấn tượng nhất là cái việc công tác xóa đói giảm nghèo, cái công tác xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, và bên cạnh đó là vấn đề phát triển về các cái đường giao thông trên địa bàn tỉnh. Không chỉ theo dõi kỳ họp, cử tri còn phát huy tinh thần giám sát, phản biện, đưa ra các ý kiến đối với các vấn đề nóng trên địa bàn tỉnh. Qua đó mong muốn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh sáng suốt, hiến kế để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Hiện nay có những vấn đề mà cử tri hết sức quan tâm. Việc giải phóng mặt bằng, việc đền bù. Tôi rất mong muốn các cơ quan chức năng đẩy nhanh các tiến độ dự án đầu tư như ở bờ kè sông Đức La chẳng hạn, ở khu Phước Hợp, giải phóng mặt bằng, mà một trong những cái phường đang có trách nhiệm phải vận động người dân giải phóng mặt bằng ở khu Phước Hợp, phường Quang Trung nhà là hết sức cần thiết. Bởi vì có làm được vấn đề đó, có giải phóng được mặt bằng thì phát triển kinh tế xã hội nó mới đi lên được. Là cử tri, tôi mong các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh trong kỳ họp lần này sáng suốt, công tâm, khách quan trong đánh giá các vấn đề quan trọng của tỉnh nhà, đặc biệt là phát huy có hiệu quả của phiên chất vấn và trả lời chất vấn, giải đáp thỏa đáng những vấn đề mà cử tri trong tỉnh gửi gắm đến đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh trong kỳ họp lần này. Cử tri quan tâm đến kỳ họp có thể gọi vào đường dây nóng 0260 625 2058. Ý kiến kiến nghị của cử tri thông qua đường dây nóng sẽ được các cơ quan chức năng tổng hợp trả lời tại kỳ họp lần thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 12.